Thưa quý vị, do ảnh hưởng từ COVID-19 nên thời gian qua khai thác thủy hải sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có phần bị giảm sút, nhất là sau khi phát hiện các ca lây nhiễm liên quan tới âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Trong khi đó, vụ cá Nam chỉ còn kéo dài đến tháng 9, vì vậy ngư dân đang nỗ lực để gia tăng sản lượng khai thác trong thời điểm này. Chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang là nơi tập trung lượng lớn các mặt hàng thủy sản, phục vụ tới 70-80% nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Phần lớn các tàu cá đều liên doanh với một số đầu đậu nhằm cung cấp sỉ cho các nhà hàng quán ăn trên địa bàn. Vì vậy, khi COVID-19 bùng phát, các cơ sở kinh doanh ăn uống cũng bị hạn chế hoạt động, dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm sút rất nhiều. Cũng theo nhiều ngư dân, giá cả thủy hải sản thời điểm này không đồng đều. Sản lượng khai thác bắt thì nó tùy theo vùng. Ví dụ như mà họ đi khơi á, thì mặt có nó nhiều hơn. Mà đi lộng á, thì có lúc vô lời, có lúc lỗ. Mấy cái mặt có mà hai thường bỏ cho quấn nhạo, quấn đồ á, thì không có khách vãng lai, cho nên là có sẽ họ gió đây chứ không nhưng những ngày mà chưa dịch. Dù sản lượng tiêu thụ bị giảm sút, tuy nhiên ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết vụ cá Nam là vụ khai thác chính của hầu hết ngư dân Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Vì vậy, đây là thời điểm phù hợp để tăng cường ra khơi đánh bắt thủy sản xa bờ. Số liệu thống kê cho thấy so với đầu mùa dịch thì hiện nay sản lượng đánh bắt vẫn đảm bảo ổn định và có phần tích cực hơn. Qua theo dõi thì trong những thời gian mà dịch bùng phát gần đây á, thì về cơ bản thì cái tình hình tàu thuyền khai thác thì vẫn diễn ra bình thường và hoạt động tại cảng thì cũng diễn ra bình thường. Tuy nhiên do cái tình hình dịch thì lượng tàu thuyền thì nó cũng về thì có giảm so với ngày bình thường. Tuy nhiên thì cái lượng hàng cũng như có hoạt động buôn bán của bà con thì vẫn đảm bảo cái nguồn cung cho cái thị trường. Theo kinh nghiệm từ những đợt dịch bệnh COVID-19 trước, lượng tiêu thụ thủy sản thường tăng lên rất cao sau khi thành phố kiểm soát được dịch bởi các hoạt động xã hội đồng loạt quay trở lại. Vì vậy, việc tận dụng khai thác vụ cá Nam không chỉ giúp ngư dân ổn định thu nhập mà còn cung ứng một lượng thủy sản dồi dào cho thành phố trong thời gian tới.